Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đinh Châu. Thì nhiều bạn khi xem video của mình có thắc mắc, không hiểu sao xem video của mình thì tiêu đề và mô tả lúc thì hiện bằng tiếng Việt, lúc thì thấy hiện bằng tiếng Anh. Thì theo yêu cầu của một số bạn có hỏi về cách để tạo tiêu đề và mô tả tự động bằng tiếng Anh và tiếng Việt như vậy như thế nào, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta thực hiện không những tiêu đề và mô tả bằng tiếng Anh và tiếng Việt mà thậm chí chúng ta còn có thể áp dụng cho bất cứ thứ tiếng nào mà mình thích cho video của mình để chúng ta có thể tiếp cận được khán giả đến từ nước ngoài dễ dàng hơn. Hãy cùng theo dõi các bước mình thực hiện và cùng tham khảo nhé. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ demo cho mọi người hiểu về cái chức năng này ha. Thì chúng ta nhìn vào đây, đây là một cái video mình đã đăng rồi và lượt view là hiện tại là 2003 ha. Đó, 2003. Thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Tức là cái tiêu đề và mô tả này là mình sử dụng tiếng Việt, đúng không? Mình nhìn vào đây là mình sử dụng tiếng Việt. Tức là khi mà người Việt Nam tìm thì nó sẽ ra là tiếng Việt. Đấy. Còn khi mà người nước ngoài tìm hoặc là mình tìm trên một trình duyệt web bất kỳ mà cái trình duyệt đó nó sử dụng tiếng Anh chẳng hạn thì nó lại ra một ngôn ngữ khác, đó là ngôn ngữ tiếng Anh tùy theo mình cài đặt cho nó. Đó. Ví dụ bây giờ mình có cái video này là tiêu đề như vậy. Mình sẽ copy vào cái ứng dụng YouTube hoặc là vào cái YouTube web đi. Mình sẽ enter. Mình tìm. Thì như vậy, đây là cái video của mình và nó là hiển thị tiêu đề bằng tiếng Việt. Tức là cái mô tả của mình cũng sẽ bằng tiếng Việt đây. Bằng tiếng Việt nha. Và cũng là cái từ khóa đó, mình sẽ tìm trên Google. Mình sẽ tìm trên Google. Enter. Đấy, thì bây giờ cái video của mình, cái tiêu đề và mô tả nó lại là tiếng Anh. Tức là nếu mà video của mình mà tiếp cận được với người nước ngoài xem thì nó sẽ hiển thị bằng tiếng Anh. Còn người Việt Nam xem, ví dụ như ngôn ngữ, xài ngôn ngữ Việt Nam thì nó sẽ là tiêu đề bằng tiếng Việt, mô tả bằng tiếng Việt. Đấy, thì như vậy chúng ta làm như thế nào? Thì mọi người cùng theo dõi cách mình thực hiện nhé. Thì ở đây mình trở về. Nếu mình đưa lên một cái video bình thường, mình đăng như bình thường nhé. Mình đăng như bình thường. Đăng lên hết. Tiêu đề mô tả bình thường. Mình nhấp vào này. Mình đăng có tiêu đề tiếng Việt. Mô tả tiếng Việt ha. Mô tả này bằng tiếng Việt. Thì để mà tạo được cái tiêu đề và mô tả này bằng tiếng Anh, mình sẽ làm như sau. Mình sẽ nhấp vào cái phần phụ đề. Thì ở đây chúng ta thấy á, phụ đề video này, ở đây là ngôn ngữ là hiện tại của mình là tiếng Việt. Và đây là ngày sửa đổi. Còn đây là tiêu đề và mô tả. Thì tiêu đề và mô tả mình có thể nhấp vào thì nó ra y như vậy thôi. Đó, đó là tiêu đề và mô tả. Rồi, bây giờ mình sẽ làm như sau. Ở đây mình có mặc định là tiếng Việt rồi. Thì bây giờ mình ấn vào cho mình là thêm ngôn ngữ. Đấy, thì trong này nó có rất là nhiều ngôn ngữ để mình thêm. À, mình có thể chọn bất cứ ngôn ngữ nào. Mình thì mình thường chọn là tiếng Anh. Tại vì tiếng Anh thì nó phổ thông rồi. Còn tùy theo các bạn đánh vào thị trường nào thì các bạn chọn vào tiếng đó thôi. À, mình ví dụ như ở đây mình chọn tiếng Anh thì nó sẽ ra một cái dòng như vậy. Chúng ta thấy là cái tiêu đề và mô tả ở đây nó nói thêm, thì mình sẽ nhấn vào thêm. Chúng ta ấn vào thêm tiêu đề và mô tả bằng tiếng Anh này. Và việc của mình bây giờ là dịch cái này sang tiếng Anh. Thì nếu mà chúng ta không rành về cái tiếng Anh á thì chúng ta copy. Sau đó chúng ta sẽ vào Google dịch. Chúng ta tự phát hiện ngôn ngữ sang tiếng Anh đi. Đó, bắt đầu chúng ta dán cái tiêu đề đó vào.
Mình kiểm tra lại thì nếu mà các bạn tốt về ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ mà mình cần dịch quá thì mình chỉnh sửa sơ một chút xíu. Còn không thì có thể là theo Google dịch. Đó. Thì chúng ta sẽ copy cái phần đó, chúng ta sẽ dán vào đây. Thì nó hơi dài này. Chúng ta thấy là ở đây thì nó vẫn giống bên này là nó chỉ có 100 ký từ đổ lại thôi. Còn dài hơn thì nó không, nó sẽ báo đỏ. Tiếp theo đó là phần mô tả. Mô tả ở đây, bên này chúng ta thấy nó toàn là tiếng Việt. Thì chúng ta có thể là copy từng phần hoặc là chúng ta copy hết. Chúng ta copy Ctrl C và chúng ta bỏ vào đây chúng ta dịch. Đấy, thì ở đây thì mình dịch sử dụng Google dịch cho nên là chúng ta có thể là kiểm tra sơ lại ha. Ctrl C. Đấy. Ctrl V. Đó, thì như vậy bên này ngôn ngữ gốc là tiếng Việt, bản dịch là tiếng Anh, được chưa? Tiêu đề này, tiêu đề tiếng Việt, tiêu đề tiếng Anh, mô tả tiếng Việt, mô tả tiếng Anh. Chúng ta kiểm tra OK, nếu mà OK hết rồi, nếu mà OK hết rồi chúng ta nhấn vào xuất bản. Đấy, xuất bản. Thì như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc làm tiêu đề và mô tả song ngữ Anh Việt, tiếng Anh và tiếng Việt rất là đơn giản đúng không ạ? Tuy nhiên nó đem lại hiệu quả rất là lớn, đó là chúng ta có thể tiếp cận được cái lượng khán giả từ nước ngoài. Tại vì nước ngoài thì người ta xem, người ta thấy tiêu đề bằng tiếng Anh thì người ta mới tò mò, người ta vào vào mà xem. Thì cái phần mình nếu mà có cái phụ đề nữa bằng tiếng Anh nữa thì người ta sẽ xem. Còn nếu mà mình làm tiếng Việt hết thì người ta vào người ta không hiểu gì hết thì người tất nhiên người ta bay ra luôn đó. Thì hôm nay mình chỉ nói như vậy thôi về phần tiêu đề và mô tả, còn phần sau mình sẽ nói về cái phụ đề và cách làm cái phụ đề như thế nào cho nó nhanh ha. Nếu mà chúng ta không không biết cách thì chúng ta làm cái phụ đề này nó cũng rất là lâu, rất là mất thời gian. Như vậy là đã xong. Thật là thú vị phải không nào? Cảm ơn quý vị các bạn đã đến xem. Không quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới từ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Bye bye.